Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa mới công bố quyết định kỷ luật về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến công tác tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Mường Lát. Theo đó, kỷ luật khiển trách đối với các ông Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát, Lò Văn Tuấn, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin, nguyên trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát, Tống Minh Tới, Phó trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mường Lát, Trịnh Xuân Tâm, Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Mường Lát, Vũ Xuân Tùng, chuyên viên phòng Văn hóa Thông tin, nguyên chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát. Chi bộ phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát cũng bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Kết quả kiểm tra cho thấy từ năm học 2020-2021 đến năm học 2023-2024, nhiều học sinh là con của cán bộ công chức giáo viên được xét tuyển vào lớp 6, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Mường Lát không đúng quy định, gây bức xúc cho nhiều phụ huynh.